Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay lên tiếp tục quay video tiếp ra cho các bác. Thì em đang quay một phố đêm múa rết dương, cảm rết dương này gọi là cảm siêu vít ở Việt Nam. Thì để em coi lại cửa hàng em trước để các bác nào mới xem kênh và biết kênh em và cũng đang trong tình trạng là mình đang nghiên cứu cân đối là mua bếp ga bái hơn hay là mua con bếp mới ở siêu thị hơn. Đấy thì để các bác được nghiên cứu và cũng như là tư vấn. Thì số điện thoại em ở đây và địa chỉ đây em sẽ đọc qua cho các bác được biết nhé. Tòa em tên là Thanh Lâm Cam An Sốt, địa chỉ ở cầu Giàng, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Số điện thoại 0377996066. Số dưới là 0975360433. Đấy, số dài tài khoản ngân hàng em là tài khoản ngân hàng và tên chủ tài khoản Nguyễn Thanh, ngân hàng thủ hưởng là Vietcombank. Thì em đang giới thiệu qua đây là một mẫu bếp Zinai. Con này thì thuộc trong dòng phân khúc dòng bếp VIP. Thì nó ở đây nó là Osaka nhưng thực tế là nó của thằng nào nó là của thằng Zinai các bác nhé. Thì để nhiều bác đỡ phải thắc mắc luôn tại sao nó lại giống con Zinai đấy. Bởi vì con Zinai với con này là một. Thì thằng Osaka này nó là kiểu thương hiệu đồ điện đấy. Thì nó đặt thằng Zinai ông sản xuất cho tôi cái bếp ga như của ông. Tôi thay đúng cái tên của tôi vào thôi. Đấy thì nó y xì luôn. Linh kiện cũng như là mạch móc tất cả thứ nào đều trùng chung của thằng Zinai hết. Nó là của thằng Zinai luôn. Đấy. Thành vách thì con này cực kỳ đẹp. Thì nó có một vết xước nhỏ ở đây. Thì em dính cái tem vào cửa hàng em vào luôn rồi. Thì còn không có gì mà chê trách cả đây. Mặt thì là mặt kính, kính này là kính cường lực và nó là dòng kính đắt tiền thì nó có thêm chữ này, tức là dòng kính đắt tiền và bo bằng viền lốc xung quanh bếp cực kỳ sắc nét. Con này thì đây đầy đồ đạc thì đầy đủ luôn, hai cốt trắng nhướng đây, không qua đính một hạt sơn ở đâu, bếp cực kỳ đẹp luôn, sắc nét luôn. Thì con này nó hay hơn tất cả các dòng bếp khác là con này, thứ nhất là nó full tính năng này và hai đồng hồ hẹn giờ cho hai bếp này, và con này nó hay cái nữa là nó chỉnh nướng bằng bằng điện tử. Tức là các bác cài đặt chế độ nướng này, chỉnh chế độ nướng này, tức là rất nhiều cái chế độ dùng khác nhau. Đấy, cũng như là đây là chỉnh ngọn lửa, tức là nó có nhiều cái ngọn lửa đúng nhau, lửa dưới một lửa này, lửa dưới này, giảm lửa trên này, tức là nó có nhiều chế độ chỉnh lửa khác nhau. Tức là dành cho bác nào đam mê về đồ nướng và thích ăn đồ nướng thì con này nó là cực kỳ cao cấp. Tức là những cái dòng bếp cao cấp bây giờ thì cũng chưa con nào VIP bằng những con này, vì nó là nướng chỉnh ở bằng điện tử, tức là chỉnh theo ý muốn của mình luôn và hẹn giờ ở bên đây. Thì em bật qua bếp và xem bếp luôn các bác. Con này thì đẹp sắc nét nguyên thành rồi, đẹp khoảng tầm trên 90%, con này không có gì mà chê chắc cả. Thì em vào em cắt bếp luôn, rất là đẹp. Ô bên này thì sẽ là ô đun nước này và đun nước 5 phút này, khóa ghìm không thu ga này và chỉnh nhiệt độ này. Bên này thì có chỉnh nấu cơm và nấu cháo này. Đấy, em mày nhả ra bấm lại thì mới được để nó mới lưu đầu đây, nấu cơm nấu cháo này, còn tắt đi đây. Đây tắt đi mình sang mình vẫn hẹn giờ, hẹn giờ 1 phút hay 2 phút thì tùy các bác. Thì em tắt cái hẹn giờ đi xong rồi em bật thử cạn nước cho các bác. Thì bếp đều có đèn hiển thị cảnh báo là đang đun là nó sẽ màu đỏ, con cá này nó sáng lên thì nó cũng sẽ sáng đèn màu đỏ, khi nó cháy thì nó cũng sẽ sáng đèn màu đỏ luôn. Đấy, có nhìn thì nó cũng sáng đèn màu đỏ luôn. Hẹn giờ hẹn trước gì ở đây. Đấy, đây là tiện. Con này thì siêu đẹp luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn, đẹp trên 90%. Và em cũng báo qua giá thành chiếc này luôn, chiếc này thì hiện tại ở nhà em đang bán là 4.500.000 đồng. Đấy, 4.500.000 đồng là đã được em Lâm tặng pin rồi này. Em Lâm tặng cho một quả pin này và một cối sạc dùng vĩnh viễn luôn, không bao giờ phải đi mua pin nhé. Bởi vì cái dòng bếp VIP này thì nó rất là tốn pin, mua pin xịn thì chỉ được 3 tháng là phải thay rồi, mà 3 tháng 160.000 đô pin rất là tốn. Còn cái pin này em dùng trọn đời luôn, dùng 5-6 năm không phải thay luôn, cứ hết thì mình lại lấy cục sạc thì sạc. Em đã làm riêng rồi. Thì tại sao nguyên lý hoạt động của pin này và như thế nào thì em đã giải thích nhiều video rồi, có nào thắc mắc thì có thể xem qua lại các video đấy nhé. Thì có pin này chỉ nhà em mới có thôi, còn em không bán và không buôn cái pin này, em chỉ phục vụ cho nhà em thôi. Đấy, đẹp. Và em tặng lưới chống chuột. Đấy, và tiền phí ship đến tận nơi các bác luôn, thì các bác chỉ mất có 4.500.000 đồng mà em ship tận nơi cho các bác rồi, các bác không phải mất thêm chi phí luôn. Còn giá thành trước này các bác yên tâm đi mua ở nhà em thì bao giờ cũng rẻ được tầm 2-3 triệu, và đặc biệt là được em Lâm chăm chút tí một luôn, và cũng không ai đơn vị nào bán bếp mà được bảo hành như nhà em đâu. Bảo hành 1 năm đầu nếu mà xảy ra lỗi gửi đi thì về phí sẽ chịu, còn ngoài 1 năm trở ra thì toàn bộ là chi phí sửa chữa là em sửa chữa miễn phí, các bác chỉ mất tiền ship đi ship về thôi,
nhưng bác yên tâm là cái bếp này chưa cái bếp nào phải quay lại anh em cả, và em cũng hướng dẫn các bác sửa trực tiếp ở nhà luôn, cũng không phải gửi em cả, em hướng dẫn một lúc là có biết luôn. Thì rất là đơn giản, cần có biết cầm tô bít vận ốc ra làm được, và cũng không phải lo lắng gì cả, đồ Nhật thì nó rất là bền, chỉ có là mình sử dụng mình có biết hay không thôi, thì dùng một thời gian thì các bác sẽ quen hết mà. Và còn để mà so cái công nghệ ở Việt Nam mình so với nó thì các bác yên tâm này, đây nó cạn nước nó ngắt. Thì các bác yên tâm là nếu như trước này mà đầy đủ công nghệ như này thì các bác yên tâm là mua ở Việt Nam thì nó phải rơi khoảng tầm 25 đến 30 triệu thì mới mua được. Còn như con chiếc này mà tính ra tiền Việt mình thì là hơn 30 triệu, nếu như mà sang được Việt Nam mình nó rơi vào gần 40 triệu chiếc bếp này. Nhiều bác thì có thể là em nói hơi quá thì nhiều bác không tin, thì đây nó có cái má đây thì các bác yên tâm, bác cứ check ở trên mạng nó ra luôn. Đấy thì các bác yên tâm là như vậy. Má nó là 110R cạnh ngang R442. Đấy, có thằng Zinai, còn bác check má này thì nó sẽ ra là má Zinai này. RTS-S660VRAF thì nó sẽ ra má của thằng Zinai. Bởi vì là thằng Osaka này, nó đặt thằng Zinai sản xuất này. Đây là phải đọc hai má thì các bác cùng biết cùng check nó dễ. Đấy. Chiếc này thì em bán 4.500.000 đồng, tặng pin, dùng vĩnh cửu, tặng lưỡi trong chuột và tiền phí ship tận nơi cho các bác nào ở gần thì cộng em 200.000 em ship hàng tận nơi các bác nhận hàng đồng kiểm, ưng thì các bác lấy, không có gì các bác gửi lại nha. Và các bác nào ở xa khu vực trong Nam các bác phải cộng 500.000 thì phí ship cũng nó cao, thì các bác nhìn ưng các bác lấy, không có gì thôi. Thì bọn em mua bán sòng phẳng, mình mua người thật mình được nhờ, được nhìn được xem, chứ tránh trường hợp lừa đảo. Và giá thành các bác yên tâm là ở nhà em mua bao giờ cũng rẻ hơn ở các định vị khác, và bao giờ cũng được em Lâm làm rất cẩn thận luôn, từng tí một luôn, cái bếp nó như mới luôn, chăm sóc từng tí một luôn, đồ đạc thì nghiền nạt mà linh kiện thì bảo hành trọn đời mới được. Cái này là alo thì em Lâm lại cho cái khác luôn. Đấy, ở nhà em thì không bao giờ phải mua linh kiện, một năm em phá vài trăm triệu tiền bếp ra chỉ để cho đồ các bác thôi, nên các bác yên tâm là vậy, không phải lo nghĩ một cái gì cả nhé. Thì đây là cái báo lối tắt, mình muốn bật lại thì phải để sang bật lại được. Cái này cũng tự tặng đây. À, các bác mà không để lồi này, mà cứ để lửa này, lúc nữa thì nóng được nó sẽ qua, nó ra luôn. Cái cảm biến để không lồi nó rất là cẩn thận luôn. Thế là mình quên, mình không tắt bếp đi, mà mình không để lồi lên thì để lúc thì tôi đợi nóng tiếp tắt ra luôn, rất an toàn luôn. Đấy, bác nào ưng thì có thể alo trực tiếp với nhà em. Giá thì em chào bán rồi, mình vẫn có thể thương lượng với nhau. Trước này thì siêu vip rồi, dòng Zina thì không có nào vượt qua con này cả. Không có nào vượt qua này cả. Các bác mua bất cứ ở đơn vị nào thì các bác mua con này cũng mua được, thì cũng phải tầm từ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu mà chưa bao gồm phí ship đâu, mà chưa tắt được đẹp con này em zin như này của em đâu. Đẹp này đẹp sắc nét như này luôn. Từ những cái lú này các bác nhìn được, nó chưa có hiện tượng là bị bấm, là bị mòn mờ này. Cái tay ấn này, đây các cái viền cửa này. Tức là con này nó đẹp hoàn hảo, đẹp không có cái gì mà để chê luôn. Không có cái gì bao lâu để chê con này luôn, vì nó quá sắc nét rồi. Đấy, bác nào ưng thì alo trực tiếp em. Bởi vì thời lượng video thì em làm cũng hạn chế thôi. Thì con bếp này nó rất là đẹp, không có gì mà soi xét cả. Con này nó như mới rồi, ở bên trong vậy như mới rồi. Bởi vì là các bác hàng kiểm tra đồng kiểm mà, khi em tháo bác này sẽ tháo mặt kính ra, thì đến nơi bác có thể soi cả ruột gan bên trong luôn. Không đẹp bác không lấy. Đấy, các bác phải yên tâm như vậy. Mình mua người thật, việc thật, bán thật, không có gì lo cả. Đây, tôi gọi đây. Bác nào thì cái alo trực tiếp cho em nhé. 4.500.000 đồng, bảo hành cho bác 1 năm. Nếu xảy ra chậm lỗi gì thì về đi em cái chuyện phí, còn ngoài 1 năm trở ra thì sẽ được em sửa miễn phí ở vòng 15, không mất một đồng phí nào luôn. Tức là linh kiện hỏng em sửa miễn phí các bác, không mất một xu nào luôn, các bác chỉ mất tiền gửi đi và gửi về thôi. Đấy, chưa ai dám bảo hành các bác được như nhà em, và cũng đến giờ phút này cũng chưa ai phản ánh lại nhà em là tư cách bán hàng cũng như là trách nhiệm của bán hàng. Bác nào mua bếp cũng nhà em đều khen, bởi vì cũng chả có ai đơn vị nào mà bán bảo hành như em, bảo hành 15 và sửa chữa trọn đời miễn phí các bác cả. Đấy, đi ra hơi dài em xin chào các bác, hẹn có gì sau chào các bác.